Ok, có gì thắc mắc đó đó. Sao ăn dưa hấu đây? Cho con trùng ăn. Anh phải bỏ vô cái thùng chứ. Thùng có đủ để chứa đồ vậy? Dạ. Ai nấu. Quăng nó thì dơ quá. Không, cho con trùng nó ăn vậy. Trùng trùng chứ thì. Ừ. Cũng trồng cây mà không có tưới gì hết trơn. Bữa nay mình xiên mình tưới cây. Ừ. Cho cây nó ra lá. Ừ. Tưới hồi con trùng nó bò ra nó chạy dáng chịu quá nha. Nó mà anh phải dẹp cái đó, đừng có để vậy. Ừ, đó sao cô? Không có thời gian cho mấy cái đó, đang dọn dẹp không có thời gian cho mấy cái đó. Ok, that's why you're not supposed to be over there. Ông trồng cây cho ông nhìn thấy gì á? Ừ. Anh cái bông ly này nó không đủ quá trời. Đúng rồi, dạ. Ha. Dạ. Cái cây. Cái cây đó tưởng đâu là năm nay không có ngấm luôn á, tại vì nó bị dục hả? Cây đó hả? Anh nghĩ chắc cây bí. Bí mà bí đỏ đó. Cái bí đỏ mà hả? Chút Linh đưa ăn á. Em nhớ nó ngoài kia mà. Cái ngoài kia năm vừa rồi chị, em nhớ hay quá ha. Đúng rồi. Ừ. Ơi. Ok con được rồi con, được rồi, chút nó ăn. Đúng rồi. Năm vừa rồi mà nhớ tới bây giờ luôn á ha. Được, con dép được. Thì mình dục hột cái nó muốn mọc đâu nó mọc thôi. Hồi nãy đi chợ kiếm một cọng tí tô không ra. Mẹ ơi có tí tô rồi. Một cây này là ăn đủ được nồi rồi. Đây nè, đang miếng đó nè anh. Ừ. Hái vô. Ừ. Quá trời luôn nè. Để anh hái như vậy, nhưng mà em bẻ nhổ luôn cái đó là coi như là hết luôn á. Cái dầu này tưới nó ra ngoài đường nhiều. Tại vì nó có nhiều cái chức năng mà em không có sử dụng đầy đủ chức năng của nó, giống như anh nè, phải không? Em có bao giờ sử dụng hết chức năng của anh đâu. Thôi không? Đổi đề tài ừ. Đi. Ừ. Tưới vậy nó đâu có thấm thế gì đâu. Không thấm thế vậy trơn á, nhưng mà cậy em có tưới để anh coi phim á mà. Ra đường hết trơn. Ừ. Dạ. Em sử dụng qua cái sao rồi đi. Em không biết xài nó thì cứ bỏ qua sao à, sao à, sao à. Sao à. Sao à, hả đi cái đó nó là sao à dịch. Rồi, đó xí. Cái này thì nó mạnh quá. Thì em bóp nhẹ. Đó. Đúng rồi, cái ra. Đó, cái đó mà em bóp vô mà gãy hết mấy cái ớt con của mình liền luôn. Dạ. Thôi con. Đây. Mạnh quá, thấy không? Tới đây thôi con, xuống đây là ba mẹ không cho đụng nữa. Không có xịt gãy cái ớt của ba nha. No, không có xịt gãy cái ớt của ba. Trời ơi, anh bông nhiều lắm luôn á nha. Ừ. Trong đó tới mấy cây trọng á, chứ không phải một cây đâu à. No, chỗ này nó bò lên được nè. Thì đúng rồi. Đẹp, đúng được. Dạ. Đây, qua đây mình tô nữa không, hái thêm vô nữa. Ừ. Còn có nào tí tô anh hả? Vậy là anh phải hái xà lách nè, với cần nước nè, với lại tí tô nè. Ừ. Vô nhà nha. Xin chào ông bà cô chú, hôm nay là con ăn Green Pop. Dạ, ừ, Green Pop. Con hứa bà cô chú đi chuẩn bị đi đâu đi đón ai. Chuẩn bị chở ba bối với cả tướng với thỏ luôn. Đúng rồi, trong cái video này là mình quay anh đang đừng nói mình đi Việt Nam nha, con đem để kẹo cho thỏ để chút lên ăn luôn. Trời. Thì sẵn cái video này mình quay là mình chủ yếu mình nói là mẹ đang chuẩn bị đồ ăn để mà đón mà cháu nội của mẹ từ bên Cali qua. Ừ. Thì đây là lần đầu tiên bói bói tới nhà tiếp ở bên Boston luôn đó, nên sẽ chơi với Trúc Linh và bói bói sẽ ở đây được hơn một tuần á, với lại ông bộ trợ Cali đó. Nên trong một tuần lễ này là sẽ rất là vui ha, hai bé chơi với nhau rồi mình cũng sum họp gia đình ăn uống nấu nướng này kia rồi đó. Mẹ thì nấu bún riêu nè, bố thích ăn bún riêu nên mẹ nấu bún riêu. Bầu trời Tê Ly thì thích ăn thịt kho trứng nên nấu một nồi thịt kho trứng đó, hai món rồi đó cho hai cục cưng của bà nội đó. Chúc Linh thích kẹo. Chúc Linh thích kẹo đó, nên mình chuẩn bị xong xuôi hết là ông Tấn là ông cụ chờ cái lý qua đây là mình ăn với ổng rồi. Sẵn đây thì xong đây là mình đi vô, mình qua đây mình còn mình ăn ăn tối với lại Mr. Bưởi. Bữa nay mình ăn đồ chay nha Bưởi, đồ kho chay mẹ con luôn. Ừ. Rồi. Cái bông này nè anh. Sao mà nó lên đẹp dữ vậy? Cái hột á, cái đó là cái hột mà năm vừa rồi á. Không, cái mấy cái đó cái hột của nó rớt xuống rồi nó mọc lên ngay chỗ đó luôn mà anh không có dời nó đâu hết. Dạ. Nhẹ con nè, cây blueberry của con á.
mạnh quá là nó hư bông nè, thấy không? Nó hư bông hết. Đâu? Mạnh quá. Em lưu qua đây quá chạy cháy luôn. Cái dầu này anh phải nói nó dài ăn chút chứ. Nè, đưa cho con. Bên đây nữa. Nè, dài quá ha. Đây đây đây, cái lều của mình đây. Nhưng mà rất tiếc là không có câu dây điện được. Không có câu dây điện được nên buổi tối nó không có đẹp giống như trước. À, ban ngày thì đẹp thôi. Đó, cái bông mình thích nhất là cái bông này. Cái bông màu tím quá đẹp luôn ha. Đó. Đó. Cái liều này là mình dời bên đây. Lúc lắc là ngã nha. Ngã đó, tại vì ở dưới nó không có cái gì để mà mình bắn nó xuống dưới hết trơn á. Con đừng có giỡn gì với Thiên Kỳ con. Nó ướt rồi con, nó ướt rồi con. Thiên Kỳ mới tắm đó nha chú Linh. Wow, mấy cái bông này là bông năm ngoái. Ba, mình mới thấy nó dài rồi mà. Bông năm ngoái, bông này bông năm. Mình thấy nó dài, mình tắm. Để nó chỗ này thôi, không có cho nó xuống cỏ. Không có cho nó xuống cỏ. Hey Pinky, over here. Đẹp đẽ ha. Rồi, mình sẽ ngồi trong một cái dù. Mát mẻ chưa? Yep. Because so much water, that's why. Bị thiếu đèn thôi. Không có thiếu đèn đâu giờ, có ánh sáng rồi, không có đèn đó giờ. Nhưng mà cái đèn, chứ, cái màu kia nó mới đèn. Chứ ở nhà anh đèn nhiều như là Halloween vậy đó giờ. Chứ giờ nó không có đèn là anh không có đồng ý giờ. Không, nó phải okay. Có màu vàng ở trong. Ừ, đây. Ở trong đây chút tối nữa là anh vô đây anh tưởng là mình đang đi vô trong cái Halloween theme park luôn á. Okay. Nó đẹp, nó dễ như tưới cho có lệ chứ có tưới được cái gì đâu. Ở xóm mình bữa nay không biết ở đâu có party hay gì đó. Mà đông dữ lắm. Đông đông xe dữ lắm. Mình mua cái dù. Mình bỏ vô cái bàn này luôn. Ừ, nhưng mà mình thắc mắc đó, nãy anh đi tới BJ, Costco anh coi á là nó ở dưới nó có cái base nha. Mà anh coi ở chỗ đó đó, anh không thấy ở chỗ đó có bán cái thùng có cái base. Tức là cái base mình phải mua riêng. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Để cho những người nào không có cái bàn người ta để cái dù không? I think so. Yeah. Đây. Bữa nay nhà mình ăn đồ chay. Thì cái này làm những cái hem chay nè, nấm, rau củ á. Rồi mẹ kho nên nhà Tiết lâu lâu mới hay thích ăn cái món này đó. We put it to wrap right here, right? We don't need like a wrap for boy bên kia bác anh vô bác anh vô đó. Đó. Nên nhà mình ăn bữa nay rất là đơn giản. Ăn xong đồ chay thôi. À, ăn đồ chay cái đó xong rồi cái tráng miệng bằng cái khô gà. Không, mình nói là kho chay chứ không phải là mình ăn chay. Chán miệng. Sẵn đây, sẵn anh đang cầm để em nói. Phải rõ. Đây, tí xin nói, rồi coi như nói luôn, sẵn đây ông đang cầm cái máy. Cái thùng đồ từ bên Việt Nam mới ship qua tới nhà Tiết luôn. Cái đợt này nha. Cái đợt này khi mà trên đường chuyển qua là khi mà khui thùng ra, bé Thành mới khui được một thùng ra thôi là họ đã cắt hết mấy cái bịch này luôn, họ kiểm tra. Ở bên này nè, họ kiểm tra coi là cái gì theo mình. Tức là hải quan đó, họ đây tức là hải quan á. Nên thùng độ này xét rất là kỹ cái đợt hàng này luôn, xét rất là kỹ. Anh chị đợi mứt mắng cầu me nè với lại hành khô hổm rài rất là lâu. Thì sau khi thấy cái video này là bé Thanh đã ship đi rồi nha. Tại vì mình đang có hàng nên anh chị nào cần á cứ nhắn cho Tiết hoặc bé Thanh. Là sau cái chuyến đợt mà khó khăn như vậy là coi như là mình một lần mình ship qua nó rất là cực. Nó giống như là mất thời gian mà hồi hộp lo lắng lắm, tại vì mình đâu biết được giống như là họ giữ đồ của mình luôn hay sao, dù mình không có đem cái gì tầm bậy hết. Đó, nhưng mà mình đâu có biết được. Rồi có khô gà nữa nè. Đó. Tổng cộng 5 cái thùng nào cũng bị khui hết. Khui khui và họ dán đàng hoàng nha, họ khui họ dán là hải quan của Mỹ có mở ra và kiểm tra. Đó, báo cho mình biết luôn chứ không phải khui rồi cái coi như là mình không biết mình mất cái gì đâu, không có đâu. Dạ. Thì mất hay không thì mình không có biết. Bây giờ một hồi nữa sau cái tí ông Đạt ăn xong nè sẽ xuống khui ra hết luôn. Không có phải mất, không có phải mất mà là cái nào người ta không cho là người ta dục thùng rác. Ừ, người ta dục thùng rác hết chứ không phải mất. Mứt mãng cầu. Muối ớt. Cái mứt mãng cầu muối ớt đó quý vị ăn là phải ăn từ từ thưởng thức. Nó sẽ rất là ngon chứ còn ăn mà bỏ vô ăn cho nó hết cái đó luôn á thì chẳng có gì ngon hết trơn. Ông đang chửi mình á, mình mới ăn nguyên cục. Ta ăn phải có sự thưởng thức.
ăn là phải để cho cái lưỡi của mình nó chạm với lại cái mẫn cầu, đúng không? Ừ. Đó, giờ mình phải nhắm nhi. Không phải lè cái hộp cà dục. Đúng rồi, phải uống nước trà. Cái này là người ta ăn trà rồi vô thưởng thức chứ không phải ăn, giờ hai cục ăn cho hết. Một mình tí chắc thử hết bịch này luôn cũng được. Ngon lắm. Mẫn cầu mới ớt. Mẫn cầu me. Xuất sắc, thôi ăn cơm. Rồi, nè tô bự của anh. Ok. Anh ăn nước tương. Con vô lấy chai nước tương cho ba. Ôi trời ơi. Nước tương của cô tặng đó, nhớ không? Cảm ơn. Eat the spicy one too. Ờ, đúng rồi. Trời ơi, giỏi ghê chưa. Đây, múc cho anh đây. Yeah. Bớt, nó thật sự ra có mũi nhưng mà ít mũi chứ không phải là không có nha. Ít mũi hơn tại vì xung quanh mình ít có cỏ đó cho nên ít mũi hơn. Không có đu nhiều. Đúng rồi. Tại có cỏ là có nước. Yeah. Có nước là mũi nó khoái. Có cỏ là chất ẩm. Chất ẩm ở dưới đất lên á, xong rồi nó trốn ở trong cái chỗ mà đen đen tối tối có chất ẩm ở dưới. Còn giờ không có. Không. Trời ơi, công nhận phải nói là mình rất là thích ăn tiêu. Mà tự nhiên con Thanh về nó bán tiêu. Bởi vậy thiết bị cái gì mà khoái ăn tiêu dữ trời không? Thích gì bán cái đó. Thì đó. Đúng không? Mà tiêu ngon thiệt luôn á, nó thơm phức luôn á. Dạ. Rồi, cảm ơn Trúc Linh. Cái nhà nó cái miệng tới lìa với con Hiên Kỳ. Khoan, tắt máy anh. Nút, cô làm cho. Cho mẹ cho cô chú coi cái chai tương ớt. Nút cô mà. Trời, lăng xăng dữ lắm. Kìa, sao bán quay con kìa. Okay. Rồi, sao con đem chai màu đỏ cho ba vậy? Rồi sao? Ba thích đúng không? Cái chai tương ớt đỏ đó bây giờ kiếm không ra. Không có chợ nào bán hết trơn. Có ai share trên cái trang Hội Người Việt chỗ nào đó bán kìa. Một khi mà share lên tới mình tới chắc không còn. Mình tới là không còn đâu, mà bán có 10 đồng bạn chai à. Cái chai này á, là hồi trước nhà Tiết mua giống như là mua để dành thôi, vô tình thôi. Có 2 đồng 49 nè. Đó, bây giờ kiếm không có ra mà còn chai đó cuối cùng. Đúng sót rồi. Lại. Mình đấu giá trên Hội Người Việt 1200 á quý vị. Không, nhưng mà coi như là cuối cùng mà mình thấy nó vô giá cho nên mình không có bán, mình để ăn luôn. Cuối cùng là không ai mua. Hả, có người trả coi như là like 1 đồng 20 ví dụ vậy. Rồi có người trả 3 đồng 01 phải không? Có anh thấy nó vô giá nên anh để anh ăn luôn. Anh mang nước tương của Trúc Linh. Nước tương của cô tặng. Cô dạ. Rồi. Thôi em ăn á nha. Ok. Dạ. Bây giờ thôi đang ngủ, con ngủ hả? Địa bàn của Thanh. Đây là tất cả những cái thùng mà mới được cặp hàng cặp bến. Có bị mất gì không Thanh? Không hả? Bé Thanh nói sao nhiều quá, anh chị ủng hộ đi. Chứ tại vì mua một lần ship qua nó rất là cực khổ. Nên một lần mua, Thanh nó mua nhiều lắm. Nên nó hả, mua một lần rất là nhiều đó. Ship qua rất là cực khổ. Nên đợt này anh chị ủng hộ. Nên nó nói nhiều quá kìa. Thanh. Mà nhiều thiệt kìa, sao nhiều quá vậy? Cái gì vậy Thanh? Ôi, múc mắm cầu me. Thì bây giờ không ai mua thì ở nhà mình á. Ủa, thôi mở tủ lạnh có mắm khô. Tại vì biết không, tiền ship nó mắc quá nên một lần mình mua mình phải mua số lượng nhiều để cái tiền ship nó bớt lại một chút đó. Anh chị thấy chưa, mày thấy gọi là đồ ế đây nên mày vô. Trời ơi, múc mắm cầu muối ớt của mấy chồng của mình đó nè, nó bị rách bịch đó, bởi vì mà cô đổi chứ bịch à. Cái này là bị rách bịch nha, có bị mất cái gì không Thanh? Không kiểm tra thôi. Đây là mình có khu gà nè, mắm cầu muối ớt, hành khô. Bữa anh chị nào nhắn hỏi hành khô quá trời. Bịch này nửa ký đó ta. Không, 250g. Bữa bịch kia bịch cũ bự. Bự hơn không? Bự hơn. Nhưng mà cũ nửa ký phải không? Nửa ký. Thì mình mà nửa ký thì mình cho 2 bịch, nó cầm lên tôi biết liền. Thấy nó hơi nhẹ. 250g. Rồi bên đây tiêu. Còn nữa. Ôi nhiều. Thành nó đang bị ép tim mà nó lại đồ nhiều quá. Đó, nhiều như vậy luôn á. Măng khô không đó rồi. Sao nhiều? Chỗ đâu để đồ ăn trời, nấu đồ uống riêu để đâu? Trời đất ơi, sao nhiều như vậy Thành? Bao nhiêu bịch? Chắc mấy mười mấy mấy chục ký đó Thành à. 60 bịch. 60 bịch. Sao? Có 30 ký chứ nhiều. Đằng sau đó. Đằng sau. Còn quay thằng sau quay.
đó. Này là mày phải bán à, bán hết đợt hàng này thôi là nghỉ hưu rồi không bán nữa, tại vì ship qua một lần quá cực, đi một lần số lượng nhiều mà ha, kiểm tra mà đi cũng lâu nữa, trời ơi. Cái mức mặn cầu mấy cái loại này nè, thật sự ra mình không có lời về bao nhiêu đâu, tiền shipping đã gấp đôi, gấp đôi rồi. Dạ. Yeah. Nửa ký. Thì đại khái quý vị biết coi như là tiền shipping từ Việt Nam sang Mỹ 1 ký là 10 đô. Ok. Từ shipping nhiều nha. Nhiều với cái số lượng nhiều quá, cái mình ship cả hàng trăm ký luôn là nó. Ký đó, còn mình đi ít là mắc dữ lắm. Còn rồi bắt đầu từ ở Mỹ mình từ ở nhà mình ship tới quý vị nữa là tốn thêm 14 đồng mấy nữa. Đúng rồi, đó. Đó. Chứ còn hết mấy chục. Là nữa. Tiền ship thôi đã hơn 20 rồi. Rồi, xong. Anh chị làm ơn ủng hộ đợt này nên là tụi em nghỉ bán, không có bán nữa tại nó quá nhiều đồ bữa nay rồi. Ừ. Xong rồi giờ mấy anh chạy tới chạy lui để mua mấy cái đó nữa, cực lắm đó, nhưng mà giỡn đâu. Yeah. Là nửa ký nữa. Ừ. Không, mà cái hàng này ngon nha. Ừ. Nó tiện gì đâu luôn á. Ừ. Tiện dữ lắm luôn. Cái này nấu xôi bắp á, xong phi hành lên là mình phi kho cá, kho thịt. Nói gì ngày mai thế nào cũng có nồi xôi bắp. Dạ, còn chưa cải cái nồi, cái đống này nữa nè. Khô gà đó. Đó, mấy chục ký nữa nè. Đúng rồi. Cài cái tiêu nữa nè. Tiêu ế nè quý vị ơi. Đó, tiêu okay. Nó quá cho tiêu luôn. Tiêu này từ cung tâm luôn nha. Tiêu ngon chi. Mỗi lần Hà múc cho chén súp một cái tiêu ở dưới đáy nó một nồi. Rồi bên kia sâm, bên kia thì đồ Hàn Quốc. Rồi sâm. Với là collagen. Về bị rớt. Kêu Mr. Bưởi đi xuống dưới nhà coi mẹ nấu cái nồi, nguyên một cái nồi thịt kho trứng bự như vậy nè cho bầu trời kali với bao gói, còn bún riêu là chưa nấu, ngày mai mới nấu bún riêu đó. Đón hai cái gì gọi là gì quý tử gì phải, con trai cưng với lại cháu nội cưng của bà nội đó. Rồi đó, đẹp ha. Cái màu phòng nó ra giường đẹp, đẹp ngon anh. Đẹp. Hết đi đúng. Muốn nằm hả? Muốn ghé hả? Rồi đi xuống dưới đây coi nồi thịt nha. Mẹ ơi, bao nhiêu ký thịt với bao nhiêu chứ hộp vịt lộn. Ồ lộn, hộp vịt chứ không phải vịt lộn. Đây là nồi thịt kho tàu của mẹ chị Viu nấu cho bầu trời Cali. Kho là phải kho mấy tiếng đồng hồ luôn, cho nó rụt thịt luôn nha. Mà kho bằng nước dừa. Đó, trứng là phải luộc xong rồi chiên lên, vừa có trứng gà và vừa có trứng cút nữa, hai thứ trứng. Thì cái này là bói ăn cơm cũng rất là ngon, chan thịt với lại trứng đồ vô quá đó. Bói Trúc Linh Vienna nè, đứa nào cũng khoái hết đó, hấp dẫn chưa. Rồi bây giờ là mình đã xong rồi ha, bây giờ mình sẽ đợi cái video sau để cho cái video sau là video quay nồi bún riêu đó, nồi bún riêu. Bây giờ mình sẽ đi xuống lầu tiếp tục khui năm cái thùng của bé Thanh coi nó bị đồ bên Việt Nam qua có bị thất lạc cái gì không. Rồi thôi, xin cảm ơn tất cả quý anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng đặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family, và mến chúc quý anh chị cùng các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu.